mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bệnh thứ ba, đục mắt cấp tính. Trước đây khoảng 10 năm cũng vì ăn uống không chặt chẽ nên một ngày nọ tôi bị viêm kết mạc cấp tính mắt trái. Mới trong vòng có 2 ngày mà con mắt này đục như một viên bi cẩm thạch bạch. Tôi lo sợ cuống cuồng vội đi khám bác sĩ nhãn khoa xem có dị vật nào ở trong và hỏi xem bệnh này chữa có khỏi không, bởi vì đang có 2 con mắt còn lành mà mất một con thì khó chịu biết bao nhiêu. Một ông bác sĩ chuyên khoa mắt không trả lời nổi. Tôi đi nhiều ông khác, kể cả bệnh viện mắt của quận 3 và thành phố, nhưng không một ai trả lời thẳng cho tôi là có thể khỏi hay không. Vì sợ theo mà cuối cùng mắt cũng mù, thì có nước đâm đầu chết. Không còn tin tưởng nữa, tôi trở về nhà, dỡ bài bản cũ ra, ăn cơm gạo lứt thật kỹ, nhai thật nhỏ, không uống nước xem sao. Qua một ngày con mắt đục, chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Tôi hoảng quá, quay qua chiến thuật, nhìn ăn mà tôi có đọc sách trước đây. Qua một ngày tuyệt thực, đêm đến tôi không tài nào ngủ được, vì con mắt bị đục, nhức nhối vô bờ. Tôi trên xiết, kêu trời ơi đất hỡi. Qua ngày hôm sau thì bớt đau và con mắt bệnh, bớt đi vì không còn trắng giả toàn phần, mà trường ngoài xuất hiện một vòng đen. Đêm kế tiếp không còn đau nhức nữa, và ngày soi gương thấy cái đục gom nhỏ lại. Tôi biết chắc mười mươi rằng con mắt của mình sẽ lành hẳn. Đói thì có đói, thèm ăn thì có thèm, khát nước thì coi cố uống thật ít, vì tôi tự nhủ, nếu không có ý chí thì hỏng con mắt quý đi. Đến ngày thứ 8 con mắt bị đục, rỡ đen toàn phần. Tôi đã chiến thắng, đã giành giật lại con mắt trong tay quân ác ôn mạnh mẽ. Người tôi bây giờ rất yếu, rất ốm, chủ nhà trọ sợ tôi chết. Nhưng tôi tự cảm thấy mình còn sinh lực, và đặc biệt là tự cảm thấy nhỡ tuổi mà chết đi, tôi cũng không sợ. Đáng lẽ nhịn thêm 1-2 ngày nữa cho chắc ăn, nhưng vì đói thèm ăn quá, tôi chịu ngưng tuyệt thực, và kết quả thì lực so với trước đây, tôi tự đánh giá là 99,99%. Đó là một kết quả vượt quá sự mong ước. Nhân đây tôi xin nói thêm vấn đề nhịn ăn, không những có giá trị đối với người và đối với con vật cũng thế. Nhà tôi có nuôi một con chó, không biết vì duyên cớ gì mắt nó cũng bị đục như tôi. Bỗng đi thú y, nơi đây người ta tiêm thuốc kháng sinh ngay mí mắt, nhưng mấy ngày sau con mắt đục vẫn hoàn đục và lây lan cả con kia. Thấy không ổn, tôi nói với nó như người. Đó, người ta trị không hết, bây giờ đến phiên tao trị cho mày nghe. Tôi bắt đầu không cho nó ăn, vật thực dư đều bỏ trong thùng trát kính, không sao ăn được. Uống thì cho uống tự nhiên, và diễn tiến cuộc chữa lành mắt cho chó cũng giống như của tôi. Hằng ngày cái đục hai mắt giảm bớt đi. Đến ngày thứ 13, hai con mắt nó đen bóng. Bệnh mắt lành hẳn và chấm dứt cuộc tuyệt thực. Điều đáng nói ở đây là trong suốt thời gian nhịn ăn, con chó vẫn chạy chơi trong nhà, và người ngoài nhìn vào chắc không ai biết trong bụng nó chẳng có một hạt cơm nào. Quý vị thính giả thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý vị và các bạn cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc. Ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản, đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Ha ha ha,